chiều ngày 29 tháng 11, Bộ Giáo dục Đào tạo đã chính thức công bố phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Theo đó, phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 là thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc, toán, ngữ văn và 2 môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12, ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Nội dung thi bám sát nội dung của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức trên toàn quốc theo cách thức chung đề, chung đợt thi, cùng thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Mục đích tổ chức thi là để đánh giá đúng kết quả học tập của người học theo mục tiêu và chuẩn cần đạt theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và làm một trong các cơ sở để đánh giá chất lượng dạy, học của các cơ sở giáo dục phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục, cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ. Đối tượng dự thi là người học đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trong năm tổ chức thi hoặc đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông nhưng chưa thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông và có nguyện vọng dự thi để được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Người học đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã có bằng tốt nghiệp trung cấp có nguyện vọng dự thi để lấy kết quả làm cơ sở xét tuyển sinh giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Sau khi lập đỉnh cao nhất từ trước đến nay ở mức 74,5 triệu đồng một lượng vào buổi sáng, giá vàng miếng SJC đã hạ nhiệt trong buổi chiều ngày 29 tháng 11. Một số doanh nghiệp kinh doanh vàng đã niêm yết vàng SJC dưới 74 triệu đồng một lượng. Vào lúc 15 giờ 30 phút tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty PNG báo giá vàng SJC ở mức 72,8 triệu đồng một lượng mua vào và 74 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 300.000 đồng so với phiên sáng nhưng vẫn cao hơn giá hôm trước 200.000 đồng chiều mua vào và 400.000 đồng chiều bán ra. Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty SJC cũng giao dịch ở mức 72,6 triệu đồng một lượng mua vào và 73,82 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 700.000 đồng so với buổi sáng, nhưng vẫn cao hơn hôm trước 100.000 đồng một lượng mua vào và 300.000 đồng một lượng bán ra. Trong khi giá vàng SJC hạ nhiệt thì vàng nhẫn 4 số 9 tiếp tục tăng so với buổi sáng và lập đỉnh mới ở mức 62,4 triệu đồng một lượng. Cụ thể, công ty SJC giao dịch vàng nhẫn 1, 2 và 5 chỉ ở mức 61,3 triệu đồng một lượng mua vào và 62,4 triệu đồng một lượng bán ra, tăng thêm 150.000 đồng so với buổi sáng và tăng 600.000 đồng cả hai chiều mua và bán ra so với hôm trước. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng cho biết, mặc dù giá vàng biến động mạnh, nhưng giao dịch trong những ngày qua không tăng đột biến. Tuy nhiên, lượng vàng khách hàng bán ra có nhỉnh hơn mua vào khi giá vàng trong nước lập đỉnh. Ngày 29 tháng 11, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Toàn Trung, sinh năm 1988, Nguyễn Mạnh Liêm, sinh năm 1991, Vũ Anh Nghiệp, sinh năm 1982 và Võ Đình Phụng, sinh năm 1982 để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Trước đó, Công an đã bắt quả tang Nghiệp đang đi giao giấy tờ giả cho khách. Từ lời khai, Công an mời Trung, Liêm, Phụng và khám xét nơi ở nhóm này, thu giữ gần 300 loại giấy tờ nghi vấn làm giả như căn cước công dân, giấy phép lái xe, bằng thạc sĩ, bằng đại học, giấy chứng nhận chuyên môn phương tiện thủy nội địa và nhiều máy móc, thiết bị dùng để sản xuất văn bằng, chứng chỉ. Tại Công an, nhóm khai thông qua ứng dụng Line do đối tượng tên Hùng làm trưởng nhóm. Hùng chuyển các file phôi văn bằng, giấy tờ đã có sẵn chữ ký cùng một đỏ. Trung và Liêm có nhiệm vụ nạp thông tin khách hàng theo đơn đặt hàng, chỉnh sửa sao cho giống thật nhất. Sau đó, cả hai in màu, chuyển cho Phụng và Nghiệp đi giao hàng cho khách. Trung, Liêm được trả lương từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng một tháng, riêng Phụng và Nghiệp giao hàng được trả 200.000 đồng một đơn. Các loại văn bằng chứng chỉ giả được làm bán với giá từ 1,5 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng tùy loại. Trung bình mỗi tháng,
các đối tượng làm giả và tiêu thụ khoảng 300 loại giấy tờ, văn bằng. Chiều ngày 29 tháng 11, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thành phố Hải Phòng và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quá trình điều tra xác định, từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, Lương Khắc Lâm, sinh năm 1988, trú tại thôn Thái Long, xã Cẩm Phú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Quốc Việt, sinh năm 1996, trú tại thôn Đồn Nam, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đã thực hiện việc nhận, chuyển tiền cho một phụ nữ là người Việt Nam có nickname bằng chữ Trung Quốc tạm dịch nghĩa là Hạt Dẻ Cười. Theo điều tra ban đầu, tiền mà Lâm và Việt nhận chuyển là do đồng bọn sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để gọi điện cho các bị hại, rồi tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước đang điều tra vụ án có liên quan đến bị hại, yêu cầu bị hại chuyển ngay tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp, đồng thời không để lộ sự việc. Sau đó các bị hại đã đến ngân hàng để chuyển tiền vào số tài khoản mà các đối tượng cung cấp. Sau khi nhận tiền, Lâm và Việt chuyển 80% số tiền nhận được đến các tài khoản do nickname Hạt Dẻ Cười cung cấp, 20% còn lại, Lâm và Việt được hưởng. Ngày 14 tháng 3, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Lâm và Việt. Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đề nghị cá nhân là bị hại trong vụ án trên liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng. Ngày 29 tháng 11, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2023. Theo Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04, Bộ Công an, các đối tượng lợi dụng sự đi lại, thông thương tiện lợi giữa hai nước, cũng như khó khăn, sơ hở trong công tác kiểm tra, kiểm soát để hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng qua Thái Lan, Lào, Campuchia về Việt Nam. Số lượng ma túy sau đó được các đối tượng đưa đi nước thứ ba tiêu thụ. Bên cạnh đó, còn xuất hiện người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam dưới vỏ bọc du lịch, thăm thân, đầu tư kinh doanh. Để ngụy trang, móc nối với người trong nước thành lập doanh nghiệp, công ty Bình Phong, để tổ chức sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Trung tướng Nguyễn Văn Viện chia sẻ, những năm qua, cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp với cơ quan chức năng Campuchia đẩy mạnh thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch. Trong đó có việc triển khai cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới hai nước với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy dọc theo tuyến biên giới hai nước chưa giảm, thậm chí còn có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp cả về quy mô, tính chất và phạm vi hoạt động, đòi hỏi hai bên phải tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong việc phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống ma túy thời gian tới.